Vụ tai nạn làm quốc lộ 1 qua khu vực này bị ách tắc suốt 3 giờ. Cảnh sát giao thông và các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận phải triển khai lực lượng để phân luồng, điều tiết giao thông vào thời điểm trên. Xe tải mang BKC92C024306 do ông Nguyễn Đức Ấn, SN1985, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, xe tải này đã tông vào xe khách giường nằm mang BKC92C01267 và xe khách mang BKC86B00986 của nhà xe Minh Nghĩa, Bình Thuận. Sau vụ tai nạn liên hoàn, xe tải bị biến dạng phần đầu, hai xe khách bị vỡ nát phần đầu và hông xe. Ít nhất 3 người trên xe khách bị thương.